đi. Bây giờ mới hấp là cho nó ăn, hấp xong rồi để nguội lại cho nó ăn. Chút xíu đi ăn về xong rồi ghé đi mua bịch canh, bịch canh không để cho nó hút canh. Cái này là gì quên mẹ ta, quên tên cái món này làm gì vậy? Hơi dẻo quá con, ăn được không? Phân phúc luôn. Bây giờ ướt nhẹ với nạc nhẹ nè. Mới tắm xong ướt nhẹ với nạc nhẹ luôn. Đi vòng vòng như cái đồng hồ rồi. Sủi cảo á, nó bị mắc nghẹn, nó ham ăn hết, nó bị mắc nghẹn rồi, tội nghiệp cũng chết. Ăn dẻo quá, nuốt nữa, khó nuốt nè. Xíu tối tối về mua miếng canh cho hấp nha.